Đây, cho hai con nó chơi tí. Cái đây. Màu nó hơi bị tối màu. Mọi người có ai thích em cái này không? Body này. Đó. Đùi giò nó to như gì luôn. Hai đứa ra chơi với nhau một tí đi. Chơi với nhau một tí rồi sẹo vào chuồng để em nó về. Em nó về nhà. Đấy. Cặp này là cặp con này vẫn thực ra vẫn chưa chốt tên của con này. Con này là chưa biết gọi tên nó là gì, cứ gọi tạm nó tên là con út. Hai con cọc tịt. Hai con cọc tịt cho bạn. Sẹo thì có sẹo lồi lõm, sẹo mờ. Quay lại đây, hai đứa quay lại đây nào. Trời. Thế sao sẹo sao muốn chạy ra ngoài cánh đồng chơi nhá? Hả? À, chạy ra cánh đồng ai mà đi săn được. Một số người thì có quan tâm đến cái em cái trai này. Nhưng mà kiếm được một con chó nó ưng ý nó cũng khó. Thì mọi người sẽ chờ. Lần này mình lấy giấm rồi để xem là nó như thế nào. Có thể là về sau mình sẽ nhường. Tạm thời thì mình sẽ giữ lại. Mông cọc. Tại sao mùa này là bị nấm đấy nhỉ? Cũng nuôi chó hay sao mà nhìn mà biết mông cọc? Nuôi chó đây mà nhìn mặt nó mới đưa.